8 về 60 câu đúng không? Đấy, số 8 là số phát rồi. Đó, bây giờ thì khi chúng ta phát nhá. Phải được có ý đồ cả. Đấy, hy vọng cái gì kết thúc nó có hậu nó phải phát đúng không? Đấy. Rất là ngẫu nhiên thôi đúng không? Đấy, thì chúng ta ghi vào câu hỏi số 1. Ở đó, điều 79 này của luật sửa cán bộ công chức sửa 2019. Công chức không lãnh đạo quản lý vi phạm quy định của luật cán bộ công chức liên quan thì tùy theo chúng ta phải chịu một trong hình thức kỷ luật nào sau đây? Câu hỏi rất dài, bản chất đây là hình thức kỷ luật đối với công chức không lãnh đạo quản lý đúng không? Thì chúng ta chọn là gì? Là C, chúng thấy rồi, nó có bốn hình thức là gì? Khiển trách, cảnh cáo đúng không? Hạ bậc lương và buộc thôi việc, nó không có giáng chức và cách chức, thì có chức lương cách đúng không? Đấy, thì câu 1 là C. Câu hỏi số 2 liên quan đến luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 đấy, thì xác định nội dung không thuộc về xếp loại chất lượng cán bộ công chức, chọn là gì? Là D đúng không? Vì nội dung này là của 2008, còn 2019 ta chỉ có gì? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy là D. Câu hỏi số 3, cơ quan tổ chức đơn vị thẩm quyền cho thôi việc với công chức 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng mức nào? Chắc chắn rồi, tôi chọn là B, không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Câu hỏi số 4, liên quan đến điều 58 của luật cán bộ công chức sửa 2019. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có 2 năm liên tiếp, 2 năm không liên tiếp trong hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì xử lý thế nào? Tôi chọn là C, bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại. Đấy, câu 4 là C. Câu hỏi số 5, điều 58 của luật cán bộ công chức sửa 2019 thì chúng ta thấy là công chức không lãnh đạo quản lý trong công chức giữ lãnh đạo quản lý trong 3 năm và 2 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhiệm thì xử lý thế nào ạ? Chúng ta chọn A, bố trí vào vị trí nào có yêu cầu thấp hơn. Đấy, chúng ta nhớ là liên quan đến câu hỏi số 5, ta chọn là A. Câu hỏi số 6, theo điều 58 của luật các công chức sửa đổi 2019, công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền xử lý thế nào? Ta chọn là A, cho thôi việc. Câu hỏi số 7, theo điều 59 của luật công chức 2008 thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đơn, cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền trả lời văn bản nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do bao nhiêu ngày ạ? Tôi chọn là B, 30 ngày. Câu hỏi số 8, quan điều 59 của luật cán bộ công chức 2008, trường hợp chưa được cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà công chức tự ý bỏ việc thì công chức sẽ bị xử lý nào? Tôi chọn A, không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp luật em nhé. Câu hỏi số 9, điều 59 của luật cán bộ công chức 2008 nhận định sau đây là đúng thì chúng ta nhớ chọn là C mới là đầy đủ. Nó đầy đủ là không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật qua truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nhìn thấy cái A nó chỉ có một trong hai vế thôi đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ được chưa? Ta đi tiếp vào câu hỏi số 10. Đâu là trường theo điều 4, đâu là trường của nghị định 42, đâu là trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức? Ta thấy rồi, chắc chắn là C rồi, cho hành quyết cấp trên. Nhưng còn chúng ta thấy là cái A nó phải là gì được liên quan đến như thầy nói, nó phải là dân sự đúng không? Đấy, còn cái B này là cũng được miễn, một trường hợp nó phải họ đã qua đời đúng không? Đã qua đời đây, chỉ có anh C là phù hợp thôi. Còn câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 11, đã thấy rồi, ở điều bao nhiêu đây? 80. Đúng rồi, điều 80, ta chọn là B. Câu hỏi số 12, về thời gian, ta thấy là liên quan đến thời hạn xử lý kỷ luật, liên quan đến không quá bao nhiêu ngày về xác minh này. Ta nhớ là D, 150 ngày. Còn bình thường là gì? Không quá 90 ngày. Đấy. Câu hỏi số 13, đâu là trường hợp không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật với cán bộ công chức viên chức? Ta chọn là A, thời gian điều tra truy tố xét xử, đúng không? Thế còn chúng ta thấy cái B nó là trường hợp được miễn rồi, cái C, cái 3 ngày là chưa rồi đúng không? Đang hỏi về đúng không? Không được tính. Chúng ta đi tiếp vào 14, liên quan đến cái hành vi này, tôi thấy rồi, đối với công chức là người đứng đầu đấy, hành vi phạm nghiêm trọng chúng ta thấy là gì? Hình thức kỷ luật là gì? Là B, là cảnh cáo. Câu hỏi số 15, đâu là trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ công chức? Chọn là D, là hành vi phạm lần đầu với hậu quả nghiêm trọng, cũng là trường hợp quy định tại điều 8 đúng không ạ? Chúng ta thấy, còn chúng ta thấy là cái anh A, B, C này anh là gì, là khiển trách rồi, từ không chấp hành hai từ vi phạm đúng không, ở đây rồi đúng không? Thì chúng ta đi tiếp ở phần 16, đâu là trường hợp áp dụng cái kỷ luật đối với công chức? Ta thấy rồi, vâng, chúng ta chọn là C, được chưa? Thì chúng ta nhớ cách chức với công chức lãnh đạo quản lý đấy, thì như vậy chọn là C.
câu hỏi số 17 ta đến nghị định số 90 với lãnh đạo chỉ đạo nội dung điều hành cơ quan tổ chức đơn vị ngành lĩnh vực ấy, được giao phụ trách trên 70% chỉ tiêu nhiệm vụ, thì khi cán bộ có cái tiêu chí này thì xem loại mức nào đấy ạ? Nên tôi hỏi tôi chọn là C, mức hoàn thành nhiệm vụ. 17 là C là như vậy. Câu hỏi số 18, ta điền vào chỗ trống của tiêu chí cho cán bộ mức loại sẽ là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, để xem liên quan có gì đây, đúng không? Cơ quan tổ chức, đúng không? Phụ trách quản lý trực tiếp đến hoàn thành nhiệm vụ. Ta chọn là gì ạ? Là B, ít nhất 70% có ít nhất 70% cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền. 18 là B. Câu hỏi số 19 là điều 7 của định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức ấy. Thì đâu là tiêu chí khi cán bộ có tiêu chí này thì sẽ xếp loại chất lượng mức không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta chọn A, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. Đây là một trong năm cái tiêu chí để xếp loại khi mà viên cán bộ công chức mà vi phạm một trong những cái đấy là xếp loại không hoàn thành. Câu hỏi số 20, ta điền vào chỗ trống đánh cho cán bộ khi tiêu chí này sẽ xếp loại không hoàn thành. Chúng ta nhớ là chọn là C. Khi một cơ quan chức ngành những công tác giao trách hoàn thành thì dưới 50%, 20 là C. Câu hỏi số 21 đến vào chỗ trống ấy, liên quan nội dung dành cho công chức giữ chức đạo quản lý khi có tiêu chí này sẽ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì ta thấy 100% cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách quản lý trực tiếp đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong đó. Ta phải chọn là C, là ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì 21 chọn là C. Câu hỏi số 22. Theo điều 9 của nghị định số 90, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ và chất lượng hiệu quả, thì khi công chức không giữ chức lãnh đạo quản lý có tiêu chí này thì sẽ được xếp loại ở xếp loại chất lượng là mức nào đây? Chọn là B, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng không ạ? Thì ta nhớ 22 là B. Câu hỏi số 23, ta điền vào chỗ trống của tiêu chí công chức không giữ chức lãnh đạo quản lý có tiêu chí này sẽ xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩa là các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật, theo kế hoạch đề ra, theo công việc cụ thể được giao hoàn thành trong đó có ta chọn là A, là không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng tiến độ hoặc hiệu quả thấp, thì 23 là A. Câu hỏi số 24, đó là tiêu chí công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý sẽ xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Ta chọn là B, đấy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, đúng không ạ? Thì 24 ta chọn là B. Câu hỏi số 25, ta xem liên quan điểm vào chỗ trống dành cho công chức giữ chức lãnh đạo quản lý khi có tiêu chí này sẽ xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Có gì ạ? Các tiêu chí ta nhớ là chọn là A, và trên 50% tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ viện pháp luật theo kế hoạch đề ra, theo công việc cụ thể được giao chưa đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả. 25 là A. Chúng ta đi vào khoảng 26, điền vào chỗ trống của tiêu chí dành cho công chức giữ chức lãnh đạo quản lý có tiêu chí này sẽ xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ. Thì với tiêu chí cơ quan đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành, chọn là D, dưới 50% các tiêu chí tiêu nhiệm vụ thế rồi đấy. Ở với mức không hoàn thành nhiệm vụ có hai mức là trên dưới 50%, đúng không? Đấy, cái mẹ cái trên thì nó mệnh đề ở phía trước, đấy, còn cái dưới 50% nó mệnh đề phía sau, đúng không? Nên để tạm ý mọi người rõ chưa? Thì 26 nó chọn là D là như vậy. Câu hỏi 27 với nghị định số 90, nghị định là sau đây là đúng về tiêu chí xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ dành cho công chức giữ lãnh đạo quản lý. Ta chọn liên quan để ý một chút ạ. Và chính xác ở đây thì chúng ta phải chọn là gì ạ? Phương án ở đây là phương án B, đúng không ạ? Liên quan đến cơ quan đơn vị thuộc quyền phụ trách quản lý trực tiếp liên quan đến tham mô tham lãng phí và bị xử lý theo quy định và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn chúng ta thấy là như cái A nó xử lý hành chính là sai này, còn cái C xử lý dân sự là sai này, cái D xử lý hình sự này sai, mới thấy là gì, bị xử lý theo quy định của pháp luật thôi nhá, chứ không có hình sự hay dân sự hay hành chính gì cả, em rõ chưa? Thì nhận định này mới là đúng cho về tiêu chí đó. Thì đáp án B của 27. Câu hỏi số 28 xem liên quan 30C đấy, khi thành giai đoạn nào đây? Chọn là B, đoạn 1, đoạn 2 rồi, đúng không? Câu hỏi số 29 ta xem là đúng là một trong các mục tiêu về cánh hành chính, chọn là gì? B, đấy, liên quan từ quá bảo đảm thực hiện trên thực tế về quyền dân chủ của nhân dân. Câu hỏi số 30 là những khó thách thức trong cải cách hành chính, nên chọn là B, sức ý của tập cơ chế cung quan liêu. Câu hỏi số 31 ta xem là nhiệm vụ là sau đây nhiệm vụ về cải cách hành chính, ta chọn là gì? Là D, đúng không ạ? Đấy là xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Câu hỏi số 32 về tiến hành rà soát vị trí chức năng nhiệm vụ đấy, nhưng thấy là gì, nó nằm trong nhiệm vụ nào đây? A, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Câu hỏi số 33 ta xem về cái tỷ lệ 120 tỷ lệ hài lòng của cá nhân trước đối với cơ quan hành chính nhà nước này, chọn là gì? Là A, trên 80%. Câu hỏi số 34 liên quan đến
đến mức độ hàng cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị lập trong lĩnh vực giáo dục y tế là bao nhiêu phần trăm? 120%. Trên 80%. Câu hỏi số 35, ta xem liên quan xác định nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thì chọn là C, đúng không? Về liên quan nhiệm vụ từng cơ quan cán bộ công chức liên quan như thế nào? 35 là C. Câu hỏi 36, ta xem về nội dung này gắn với cùng nhiệm vụ nào đây? Có hoàn thiện văn bản về pháp luật về tiêu về chức danh chuẩn nghề nghiệp tiêu chuẩn nghiệp vụ đấy thì của cán bộ công chức ta chọn là C. 36 là C. Câu hỏi số 37 liên quan đến chủ trì về đề án văn hóa công vụ thì ta chọn là B. Câu hỏi số 38 liên quan đến tuyên truyền cải cách hành chính ta chọn là gì? Là B, Bộ Nội vụ. Câu hỏi số 39 liên quan xây dựng về đánh giá tác động của thủ tục hành chính đấy ta chọn là chuyển từ văn phòng phủ sang Bộ Tư pháp thì chúng ta chọn là A. Câu hỏi số 40 liên quan luật ban hành văn bản quy phạm luật xác định nội dung không thuộc nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm luật ta chọn là B, bảo đảm sự có sự giám sát trực tiếp của Quốc hội là không đúng, nó không phải là nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm luật. 40 là B. Câu hỏi số 41 chúng ta xem là xác định văn bản quy phạm luật ta chọn là gì ạ? D. Chúng chọn là D. Câu hỏi số 42 liên quan đến bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì ban hành văn bản nào ạ? C. Chúng ta chọn là C. Câu hỏi số 43, chủ tịch nước ban hành văn bản quy phạm luật nào ạ? B. Chọn là B. Câu hỏi số 44, đó là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ một phần của văn bản quy phạm luật của ban nhân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Ta chọn là B, không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký văn bản ban hành. Câu hỏi số 5, ủy ban dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước hội đồng nhân dân? Ta nhớ chọn là gì? Là C, đúng không ạ? Ban hành nghị quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn. 45 là C. Câu hỏi 46, chủ tịch ban cấp tỉnh có thẩm quyền đình chỉ việc thực hiện văn bản trái pháp luật của cơ quan nào sau đây? Ta nhớ là gì? Ta chọn là D, ủy ban dân cấp huyện. 46 là D. Câu hỏi số 47, loại văn bản nào sau đây là loại văn bản quy phạm pháp luật? Thì ta chọn là A, quyết định của ủy ban dân cấp tỉnh. Câu hỏi số 48, loại văn bản dưới đây được ban hành để điều chỉnh các đối tượng thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội. Thì ta chọn là A, đó là nghị quyết của Chính phủ. 48A. Câu hỏi số 49, với loại văn bản có ghi là số thứ tự của văn bản ban hành, tên viết tắt của cơ quan ban hành và số khóa quốc hội là thứ tự số ký hiệu của loại văn bản nào ạ? Ta chọn là A, số ký hiệu của luật nghị quyết của quốc hội. 49A. Câu hỏi số 50, ta xem loại văn bản nào dưới đây được ban hành để kiểm tra đôn đốc hoạt động của chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nước? Thì ta chọn là D, chỉ thị của thủ tướng chính phủ. Câu hỏi số 51, theo quy định của Hiến pháp 2013, xác định quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc thì chúng ta chọn là C, gắn với tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội thì 51 là C. Câu hỏi số 52, theo pháp 3 thì mặt trận tổ quốc và thành viên mặt trận khác hoạt động trong khuôn khổ nào đây? Ta chọn là A, hiến pháp và pháp luật. Khuôn khổ như là hiến pháp và pháp luật. Câu hỏi số 53, theo pháp 3 thì những ai sẽ có quyền bầu cử? Ta chọn là C, công dân Việt Nam từ đủ, có nghĩa là đủ 18 tuổi trở lên. Câu hỏi số 54, những ai có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng dân? Ta chọn là D, công dân đủ 21 tuổi trở lên. Câu hỏi số 55, ta xem tổ chức nào độ tiên phong của giai cấp công nhân? Nhớ gắn tiên phong là gắn gì? Đảng Cộng sản, ta chọn là A. Câu hỏi số 56, đúng không ạ? Thì ta xem là quốc kỳ của nước Cộng hòa Việt Nam được quy định như nào? Ta chọn là A, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài nền đỏ ở giữa ngôi sao bằng 5 cánh. Câu hỏi 57, theo điều 53 thì quyền con người, quyền công dân là quyền gì ạ? Ta chọn là C. Chúng ta thấy là chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Còn cái B thì chúng ta thấy là từ pháp không có, không phải là pháp luật mà của luật. Luật là một luật cụ thể, pháp luật là chung. Đấy, thì chúng ta nhớ phải là C mới là đúng. Câu hỏi số 58, nói chung là sau đây không đúng về quyền của cán bộ công chức về nghỉ ngơi. Chúng ta rồi, chúng ta chọn là D, cán bộ công chức thanh toán một khoản tiền bằng tiền lương cho ngày không nghỉ lễ, không đúng. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 59, là theo điều 53 của luật cán bộ công chức 2008 không thực hiện biệt phái, công chức nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi? Lựa chọn là A, dưới 36 tháng tuổi. Câu hỏi 60, liên quan đến trường hợp là kỷ luật được kiểm sát cảnh cáo và bằng lương thì không được thực hiện nâng ngạch đào tạo bổ nhiệm chức vụ cao hơn trong thời gian bao lâu quyết định có hiệu lực đây gắn với luật cán bộ công chức số 29 thì nên nhớ là D, 12 tháng. Em nhớ nhá, đây là 29 rồi, đúng không? Em nhớ là 12 tháng. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 60, là trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức là giáng chức hoặc là cách chức thì không thực hiện nâng ngạch quy hoạch đào tạo bổ nhiệm
trong hạn bao nhiêu kể từ ngày quyết định hiệu lực gắn với luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 ở khoản 2 điều 82 ấy, chúng ta phải đẩy lên là gì 24 tháng nhá. Để chúng ta nhớ với từ khóa về không được thực hiện quy hoạch nâng ngạch, quy hoạch đào tạo, nếu mà hình thức khiển trách, cảnh cáo, thả bằng lương gắn với luật cán bộ công chức sửa đổi 2019 thì nào 12 tháng. Còn với liên quan với hình thức mà kỷ luật là giáng chức hoặc cách chức, đúng không, sẽ không thực hiện nâng ngạch đào tạo bổ nhiệm, ta nhớ là gì 24 tháng, ok chưa? Thế nên ta hoàn thiện là bộ đề số 8, cũng là bộ đề cuối cùng, đúng không ạ? Như cam kết của thầy là thầy sẽ đồng hành với các em đến tận ngày thi, ngày mai các em thi rồi, đúng không? Mai sẽ không có nhu cầu nữa, đúng không? Thế nên là cố gắng hết sức, cố gắng chắc lọc và cố gắng bổ sung thêm cho các em nhá. Trên nền tảng chúng ta đã học với nhau trong suốt thời gian qua, rất là cảm ơn các em đã đồng hành với thầy. Hy vọng thì chắc lời chúc là trước mắt là chúng ta đỗ vòng 1 nhá. Chúng ta lại tiếp tục làm sao để hoàn thiện vòng 2 để đỗ công chức nhá. Và đỗ công chức thì sau này chúng ta lại vẫn còn gặp nhau. Nếu mà chúng ta em muốn phát triển cao hơn, chắc chắn phải gặp thầy ở các lớp về quản lý nhà nước, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, hoặc là các lớp lưu luận chính trị hay lớp quản lý quốc phòng cấp vụ nhá. Đấy thì chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây được chưa? Vâng, chốt chưa? Cố gắng chưa? Quyết tâm chưa? Đỗ không? Đỗ nhá, đỗ chứ. Vâng, vâng. Đã kết thúc. Cảm ơn các em. Đúng là thầy đoàn là đỗ. Các bạn rồi thuế là đỗ hết rồi. Đấy, 33 bạn đồng hành cả vòng 1, vòng 2 là đỗ hết.